Trong tất cả các công đoạn mà để thay phớt ấy, thì ta lưu ý mỗi một cái công đoạn này là rất là quan trọng nhất. Đấy. Khi thay cái phớt bơm áp này ấy, thì quá trình là phớt nó mới. Đấy, ta đặt vào nhé, đây cái này nó có một cái chiều của nó, là chiều phẳng đặt bên dưới này. Đấy. Thế sau đó là úp những cái chiều lồi này lên này. Úp lên. Đấy, cứ chồng lên nhau, úp lên nhau. Đây nó như thế này. Đấy, đây nó lõm này. Thì úp cái chồng này lên này. Đấy. Úp lên, úp lên. Thế nhưng mà trước tiên ấy là ta chỉ xoay nó nhẹ thôi các bạn nha. Cái chiều của cái này thì cho cái mặt phẳng nó xuống này. Những cái phớt này nó bằng lò xo, khi mình xoáy chắc ngay từ đầu ấy thì nó lún vào, đến lúc mình cho vào phi tông nó sẽ rất là khó. Này cho mỡ nha, phải cho ít mỡ cho nó trơn. Đấy, rồi cho mỡ. Xoáy nhẹ thế mà cho vào rất là khó đấy. Được. Xong rồi mới xoáy, mới siết cái này nhá. Khi cho được vào rồi bắt đầu mới siết thêm cái này đấy. Rồi sau khi lắp xong, bắt đầu tôi thử bơm nhá, nước lên xem áp lực của nó như thế nào nhá.